Xin chào các bạn nhé, video này mình giới thiệu con dao Kyuto lưỡi 24 thép, bột thép G2 Damascus nhé. Cái vân Damascus này nó nổi hẳn lên luôn nhé. Hàng limited luôn ạ, rất là đẹp. Số lượng chỉ có 1 con ạ. Giá cũng khá là cao. Độ mỏng chỉ khoảng 2,2 mm thôi. Mua thì inbox cho mình nhé, mình xin kết thúc video ở đây ạ.